xin chào tất cả mọi người. Hôm bữa trước Nga có cơ hội đã nói chuyện với mọi người về một cái hành trình đi du lịch và cách book vé máy bay để sao mà cho mình có một vé máy bay giá rẻ. Thì hôm bữa trước Nga có nói với các anh chị về những cái nơi và những cái cách thức mà khi mà các anh chị và các bạn có cơ hội nếu mà đi du lịch, và đặc biệt khi mà các anh chị mà qua bên Mỹ thì du lịch ở bờ Tây, thì hôm kỳ Nga có những cái chuyến đi, thì khi về một số bạn bè của mình cũng có hỏi mình, và đó là mình muốn thực hiện một cái clip này để mà mình sẽ nói qua về cái cách thức mà mình đã trải nghiệm qua khi đã đi du lịch ở bên Mỹ. Và kỳ vừa rồi thì mình có đi cái chuyến bờ Đông được dài ngày, nên mình cũng có một cái số nơi và một số cái, chính mình đang nói là một cái số kinh nghiệm tí xíu để Nga chia sẻ các anh chị. Hôm bữa trước thì Nga nói các anh chị, nếu như mình mua vé máy bay mà giá rẻ ở đi bờ Tây, về bờ Tây, thì các anh chị cứ việc mua, rồi sau đó mình sẽ mua vé local, rồi mình sẽ bay từ bờ Tây sang bờ Đông, thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều. Nhưng mà cũng tùy thời điểm mà các anh chị sẽ book vé. Nhưng mà cái vé bây giờ Nga không nói việc book vé nữa, mà Nga chỉ nói việc lộ trình. Tại vì do Nga đi cái chuyến vừa rồi của Nga, Nga sẽ đi từ bờ Việt Nam sang bên Lod, và từ Lod Nga bay qua bên Virginia. Thì bây giờ Nga chỉ kể là cái hành trình đó thôi. Thì trong quá trình mà khi các anh chị bay từ bờ Việt Nam sang Lod, cái đó là cái thủ những cái chuyến đó thì mình sẽ diễn ra như bình thường. Nhưng đến khi đến phi trường Lod, đặc biệt là khi đến phi trường Lod, sau khi các anh chị đã đáp đến phi trường Lod và các anh chị vô khai báo hải quan, khi khai báo hải quan xong thủ tục giấy tờ xong, mình sẽ ra nhận hành lý. Nếu như hành lý của mình không có cái gì hết đặc biệt thì hải quan sẽ cho mình đi ra thẳng ngoài cổng luôn. Và nếu như hành lý mình có mang đồ ăn thức uống thì người ta sẽ kêu mình qua bên một cái chỗ quầy để mà kiểm tra về đồ ăn. Và sau khi các anh chị kiểm tra xong thì các anh chị sẽ đẩy ra ngoài. Có hai trường hợp là các anh chị coi cái vé hôm bữa trước mình mua, mà mình nếu mà mình mua đi hãng nào thì khi đó mình đẩy ra thì mình sẽ đi đến cái hãng đó và mình sẽ chờ và check in vô để mình sẽ tiếp tục bay cái chuyến local. Thông thường thì Nga nghĩ là nếu với mọi người mà có mua cái chuyến mà local á, so với chuyến bay đáp, ví dụ như mình đáp đến phi trường Lod là lúc 11 giờ đi ha, thì các anh chị nên mua cái vé chuyển tiếp, cái tiếp của mình ở local thì Nga nghĩ là nên bay buổi sáng sớm cho nó có cái khoảng thời gian. Vì mình chỉ sợ là trong cái chuyến bay mà ở Việt Nam sang Lod nó có bị delay thì mình sẽ cũng còn có thời gian để mình khoảng nữa. Và nhớ là phải mua cái bảo hiểm trước nha, tại vì có gì thì mình sẽ có phần bảo hiểm nó hỗ trợ cho mình. Rồi sau khi đó thì Nga mới lên máy bay, bay chuyến từ Việt Nam, từ Lod sang DCA. Và khi đó Nga ở một đêm tại phi trường. Thì ở ngủ một đêm tại phi trường thì cũng có cái thú vị riêng của cái việc ngủ một đêm tại phi trường, nó cũng có nhiều cái vui lắm. Vẫn có chỗ cho mình ngủ, vẫn có chỗ cho mình, nó tóm là ở đó hoàn toàn là an toàn hết, không có gì hết. Chỉ có một buổi tối là nếu như bạn nào mà không chịu được tiếng ồn thì sẽ không ngủ được, tại vì buổi tối là ở phi trường người ta chủ yếu người ta sẽ dọn dẹp nên nó rất là ồn ào. Và mình sẽ ngủ đó một đêm, sau đó mình lên máy bay, mình biết bay qua bên Virginia đến DCA. Và Nga cũng kể cho các anh chị nghe một cái hành trình rất là vui khi mà đến DCA. Là khi đi đến DCA á, hôm đó Nga đến DCA thì Nga đến ngay cái thời gian là nửa đêm. Nhưng trước khi mà đến DCA thì Nga cũng quá cảnh ở phi trường Chicago. Ở tại Chicago, khi mà đáp tại Chicago
thì mình cũng có cái bản nhớ là các anh chị phải kiểm tra cái boarding pass của mình. Và đặc biệt ở bên Mỹ nó có sẽ hai cái loại, nếu các anh chị đã check in online rồi á thì cái boarding pass của các anh chị á, sẽ là cái một cái mã code ở trong đó. Và ở phi trường người ta sẽ dùng cái mã code trên cái điện thoại của mình, khi mình check in online nó sẽ cho mình cái mã code trong điện thoại, thì các anh chị sẽ dùng cái đó để check đi vào máy bay. Và nếu như mà các anh chị đi hãng Southwest, Nga cũng nói luôn một cái kinh nghiệm của đi của một cái hãng Southwest này rất là vui. Như thông thường mình đi những cái hãng máy bay khác là mình sẽ dòm vô cái vị trí chỗ ngồi của mình. Như là thí dụ như A1, A2, A3 hay là D1, D2, D3 gì á, hoặc D6 gì á, thì mình dòm cái đó và mình sẽ đi trên một cái line chính giữa cái lối đi á, để mà mình tìm cái chỗ của mình ngồi. Rồi sau đó mình thí dụ như Nga nói Nga mua cái vé ở G6 đi, thì Nga mới đi tìm đến chỗ G6 đó để mà Nga ngồi. Nhưng đây là một cái trường hợp đặc biệt, cái nếu như đối với những bạn mà chưa hề đến đi cái hãng Southwest bao giờ đó, thì bạn sẽ bị bận ở giống như mình. Cái ghế của mình thuộc hàng, thí dụ như mình thuộc hàng đi ha, mà từ hàng đi thì trong cái vé thì nó không có ghi số, mà hàng mình chỉ đó là mình chỉ biết là thí dụ như nó ghi là đi, thí dụ đi 10 thì cái len của mình đó là đi 10, thì mình sẽ khi mà chờ sắp xếp ở ngoài, có nghĩa người ta sẽ cho mình xếp từ phía ngoài. Thí dụ như bạn đi 10 thì bạn sẽ chờ đến hàng đi, khi mà người ta sẽ đọc thông báo thì mình sẽ vô cái đó rồi mình vô trong. Thì khi mà mình vô trong, thí dụ như những ai ở hạng A, hạng B, hạng C thì người ta sẽ vô và bạn có quyền chọn bất cứ chỗ ngồi nào còn trống trong máy bay. Có nghĩa là khi mà mình vô, thí dụ những ai hạng A thì dễ rồi, muốn ngồi đâu vô đầu tiên của mình thích chỗ nào mình ngồi mình chọn. Hạng B thích chỗ nào chọn. Nhưng đến hạng D của mình thì mình đến mình vô mình cũng có quyền chọn, nếu chọn những chỗ trống mà mình thích đó, thì mình sẽ vô ngồi. Có nghĩa là tự do chọn chỗ ngồi trong máy bay nhưng phải theo thứ tự là A, B, C, D ở phía ngoài. Mấy anh chị nhớ, thì đợt đó Nga rất là giống như là lúa vậy, Nga nói thật sự á. Cái hạng của Nga vô còn rất nhiều chỗ trống mà mình vô mình lại đi tìm chỗ ngồi, thế là mình không thèm tìm được. Cuối cùng một mình đứng chơi chọi ở giữa máy bay, không có ai ta cũng vô chỗ ngồi, ta chuẩn bị bay mình đi mình không biết chỗ nào. Xong thế là mình lật đật mình hỏi, ủa bây giờ tôi cái vé này không có số ngồi thì bây giờ tôi sẽ giải quyết làm sao. Xong rồi cái người tiếp viên người ta mới giải thích là cứ việc chỗ nào trống cứ việc vô ngồi. Thế là hành lý của Nga thì ở tuốt ở phía trên, Nga nhét vô nhưng mà chỗ ngồi Nga tuốt lúc phía dưới, thế là Nga vô ngồi. Thế là cái chặng đầu tiên của Nga từ Los qua DC qua bên Chicago, Nga bị ngớ ngẩn không biết. Sau đó rút kinh nghiệm ở lần kế tiếp từ Chicago Nga bay qua bên phi trường của DCA. Thì Nga phải rút kinh nghiệm chứ, mình bị sai một lần mình phải rút kinh nghiệm chứ, đâu có phải mà bị sai một lần rồi mình cứ ngu mà mình phất phạm hoài. Thế là Nga mới lật đật là lúc đấy Nga mới đi, khi mà vô cái hàng của Nga, ví dụ Nga được hàng, Nga nhớ đâu Nga ở hàng Y á, thế là khi mà mình bước vô trong máy bay lật đật một cái mình nghiến cái chỗ ngồi trước rồi ha, mình không cần gì, Nga mới gỡ cái đại khái, Nga có cầm một cái bát bạc nhỏ xíu của Nga, Nga lấy cái bát bạc đó Nga quăng cái kịch ngay cái chỗ ngồi đó, à giống như mình bút chỗ ngồi đó. Sau đó mình mới kéo cái khe ron mình để nhét vô cái chỗ của máy bay, chỗ mà cái khoang hành lý, rồi sau đó mình trở lại mình chọn và ngồi cái chỗ mình thích. Thông thường trong máy bay á, đối với những cái chuyến bay xa thì Nga thích ngồi ở cái là lối đi, hoặc là ngồi ngay cái chỗ mà có kế bên ở phía trước của mình, hoặc là cái bên mình nó ghi cái chữ là lối thoát hiểm thì Nga chọn ngay cái chỗ đó. Tại vì sao Nga chọn? Thật sự Nga thích ngồi ngay chỗ lối thoát hiểm nhất. Mình ngồi mình có thể là để cái chân mình thật là thoải mái, không vướng bận ghế nào ở đằng trước hết. Và mình ngồi mình muốn ra vô lúc nào tùy thích, không cần phải xin phép ai, không cần phải hỏi à tôi có thể ra không, làm phiền gì đủ thứ, mình sợ khỏi mất công. Do đó là khi đi máy bay thì Nga sẽ chọn chỗ như thế. Và khi đến phi trường DCA, và đặc biệt một cái là phi trường DCA cũng giống như phi trường Los, và mấy cái là
cái cổng, cái gate, cái terminal của nó sẽ là khác. Ví dụ như DCA, cái thiết kế cái terminal của nó đi nó không có gọi là như của phi trường lót, nó dễ lên đi. Còn DCA là phải đi cẩn thận. Và hôm đó, cái đêm hôm đó nó tới bên lót, bên DCA là vào lúc nửa đêm 12 giờ chuyến máy bay của Nga đáp tới DCA, và thế là anh của Nga mới đi đón Nga, và hai anh em vui lắm, sầu quần nguyên gần cả một tiếng mấy, hai tiếng không tìm được. Và lúc đó Nga cũng không có phone, Nga không có phone gì hết, Nga không có điện thoại, không thể nào gọi, không thể nào đi ra ngoài gọi được. Nga chỉ trong quận đó thì mới bước ra cái hết mạng mà anh Nga lại không tìm được. Thế là bắt đầu hai anh em nói bây giờ phải đi ra cái chỗ mà cái cổng chính này kia của DCA, chỗ mà lúc trước anh chị của Nga đã thả Nga đó để Nga vừa mà check in. Và Nga tìm hoài không có lối đi, tại vì Nga không biết. Sau đó một hồi sau rất lâu, Nga mới hỏi những người chung quanh, mà người ta công nhân, người ta có một người, người ta chỉ cho mình, một người khác thì chỉ đi lối ngoài ở đường xe chạy, mà đường xe chạy cái chỗ đó thì không có cho người đi bộ. Thế là Nga hỏi một người khác, người ta chỉ Nga luồn vô một cái đi cái đường mà phía len phía trong của trong phi trường, chỉ có một chỗ đó là có thể ấy. Các anh chị biết hả, khi đó Nga chạy vô cái chỗ đó Nga đi, mà chung quanh cái phi trường, cái chỗ cái lối đi nó hoàn toàn nó vắng thanh luôn, không một người nào, không một tiếng động, không một bóng người luôn, chỉ có một mình Nga. Nga đi Nga rất là sợ. Thế là mình mới bắt đầu mới vác cái hành lý của mình để lên trên cái xe đẩy, nhắm một mặt Nga đẩy một vèo chạy hả, thuộc là Nga nói thiệt là chạy trong phi trường với tốc độ cao luôn á. Có người ta chạy cái vèo ra, đúng khi chạy ra thì Nga mới phát hiện bây giờ đúng rồi, đúng cái chỗ này rồi. Cái chỗ này hôm trước mình đã được bỏ ở đây để mà mình vô máy bay để mình đi về Việt Nam nè. Thế là Nga đi vô, Nga mới đi hỏi người ta cái thang máy để mà đi lên. Thế là khi đó Nga đã đi lên được, và ra thì Nga gặp anh trai Nga đó. Thế là hai anh em gặp Nga và Nga đã đón Nga. Đây là một số cái mà mình chia sẻ với các anh chị. Và hai anh em đã gặp nhau và đón. Và đây là một số cái mà Nga chia sẻ với các anh chị, cái cách thức mà đi máy bay ở từ phía Việt Nam sang DCA. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Xin chào. Hình như nãy đi qua cái chỗ 495 không chị?